Chào các bạn, trong phần video hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn chương trình khóa học lớp 12 sách mới và tài liệu này thầy soạn dùng chung cho cả ba bộ sách. Chương thực hiện đây là chương 1, chương Esther Libic. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn một dạng bài toán. Đây là chuyên đề 4 nha, bài toán hiệu suất của phản ứng este hóa. Thì thầy sẽ ghi ra hướng dẫn chúng ta một cách chi tiết nhất phương pháp giải của bài toán hiệu suất của phản ứng este hóa. Rồi chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái phương pháp giải. Cũng như chúng ta giải một số câu trong cái tài liệu này, thầy giới thiệu sơ lược ở đây. Chuyên đề 4 thì hôm nay chúng ta sẽ thực ra trong tài liệu có sẵn phương pháp giải nghe, nhưng mà thầy ghi ra để chúng ta dễ hiểu hơn. Thầy sẽ hướng dẫn phương pháp giải kỹ lại và sau đó làm một số câu bài tập tính toán để chúng ta vận dụng cái phương pháp giải này. Rồi, bài toán về hiệu suất của phản ứng este hóa. Thì làm gì làm chúng ta phải nắm được cái phương trình hóa học tổng quát của phản ứng este hóa. Vậy đây là phương trình hóa học tổng quát. Phản ứng este hóa là phản ứng giữa cái carboxylic acid, đó là RCOOH, và cái alcohol thì gọi là R'OH. Thì phản ứng này, đây là phản ứng thường nghịch, cần H24 đặc nhiệt độ. Thì do phản ứng thường nghịch nên hiệu suất không đạt 100%, nên bài toán này chúng ta phải tính đi hiệu suất nè, thu được cái ester đó là RCO, R phẩy và nước. Thì từ phản ứng này có hai dạng bài tập. Đó là dạng một đó là tính hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất phản ứng thầy chỉ cái mèo chúng ta tính nha, tính hiệu suất phản ứng. Thì tính hiệu suất phản ứng ở đây có một số cách sau đây. Thứ nhất là tính theo chất phản ứng. Tính theo chất phản ứng. Nếu tính theo chất phản ứng thì hiệu suất phản ứng nha, hiệu suất phản ứng. Thầy chỉ công thức sau đó tí xíu vào bài tập chúng ta áp dụng cái mẹo cho nó dễ nắm nha. Nếu chúng ta tính theo chất phản ứng thì hiệu suất nó sẽ bằng là chúng ta lấy mol phản ứng, chúng ta chia cho mol ban đầu. Chúng ta nhân 100 thì chúng ta sẽ ra hiệu suất phản ứng, tính theo chất phản ứng. Rồi, nếu chúng ta tính theo sản phẩm, tính theo chất sản phẩm. Nếu chúng ta tính theo sản phẩm thì lúc này hiệu suất phản ứng, hiệu suất phản ứng nó chính bằng mol. Chúng ta lấy chúng ta lấy mol của đề bài cho á, mol bài cho. Chúng ta chia cho mol của cái phương trình điều hóa theo phương trình á. Theo phương trình. Rồi chúng ta nhân 100 thì nó cũng ra. Và cách thứ ba, đây là cái mẹo để chúng ta tính nhanh. Mẹo tính nhanh. Đó là hiệu suất phản ứng. Nếu là cái phản ứng đơn chất như này, chúng ta cứ việc lấy là mol nhỏ, chúng ta chia mol lớn, nhân 100. Bây giờ thầy lấy ví dụ nè, tí xíu nó áp dụng vô cái mẹo luôn nghe, thôi tí xíu nó chỉ luôn, lấy mol nhỏ chia mol lớn 100. Thì ba phần này thầy sẽ hướng dẫn trong cái phần bài tập hướng dẫn này để cho nó dễ hiểu hơn, cụ thể có số liệu. Rồi dạng 2. Dạng 2 là người ta cho sẵn hiệu suất. Cho hiệu suất. Yêu cầu chúng ta tính đại lượng khác. Tính đại lượng khác, chẳng hạn như tính khối lượng, tính thể tích gì đó, tính nồng độ gì đó. Tính đại lượng khác. Thì bài tập này nó áp dụng cho tất cả các dạng bài tập chúng ta học rồi nha, từ 10, 11, 12 á, cái sau này chúng ta cứ dạng này cho rất là nhiều nha. Đó. Thì cho hiệu suất tính đại lượng khác thì cứ nhớ đại khái như thầy như thế này. Đó, làm gì làm. Tính bình thường. Tính bình thường có nghĩa là người ta kêu tính khối lượng thì chúng ta tính khối lượng, người ta kêu tính thể tích cứ tính thể tích, coi như không có hiệu suất gì hết trơn. Rồi sau đó chúng ta gắn hiệu suất vào. Gắn hiệu suất vào thì có nhiều mẹo. Gắn hiệu suất vào. Rồi đây, nhân đây gọi là gắn hiệu suất vào. Gắn hiệu suất vào đây. Thì gắn vào đây
không phải là nhăn hay chia nghe, thầy gọi là đây đi, dấu gạch đi, nhiều khi nhăn không chừng, nhiều khi chia không chừng, gắn hồi sức vào. Bây giờ làm sao gắn hồi sức vào như thế này? Có một số mẹo sau đây. Thứ nhất là mẹo nhớ thứ nhất, đó là trái 100. Có nghĩa là sau khi chúng ta tính bình thường rồi, tính bình thường nè, trái 100 là sao? Có nghĩa là chúng ta tính tính bên trái là tính sau phản ứng đó, à, trái là chúng ta nhân 100, à, trái 100 nhân 100 chia hiệu suất, à, trái đằng trước chứ, rồi rồi nếu chúng ta tính sau phản ứng, à, thì ngược lại, trái là trước phản ứng đó, nhân hiệu suất chia 100. Đây là cái mẹo thứ nhất, được chưa? Cái mẹo thứ hai mẹo thứ hai đó là phải nhân trái chia, tùy thì chúng ta nhớ thế nào thôi, phải nhân trái chia, phải nhân trái chia, rồi có nghĩa là chúng ta vẫn tính bình thường nè, tính bình thường thì chúng ta gắn vào, à, chúng ta gắn vào đây, à, phải, à, thì chúng ta phải nắm được là bên phải, bên trái, phải nhân, trái chia, à, sau khi tính bình thường rồi phải nhân, có nghĩa là nhân bên phải nè, phải nhân 100, y nhân hiệu suất, à, trái chia hiệu suất, phải nhân trái chia, à, hoặc là cái mẹo nữa cũng giống như này luôn, đó là trước chia sau nhân, à, thì đây là một số cái mẹo thôi chúng ta áp dụng. Rồi bây giờ làm sao làm, ngoài những công thức này nè, chúng ta làm gì làm, chúng ta phải vận dụng được, à, vận dụng được vào cái bài toán nha. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn vào bài toán để chúng ta vận dụng, à, chúng ta thuộc mà chúng ta không biết vận dụng cũng như không thôi. Rồi đây là cái bài toán hiệu suất, à, thầy sẽ hướng dẫn một số câu đầy đủ hai cái dạng này cho chúng ta nắm, à, rồi cái bài có sẵn ở đây nè, nhưng mà thầy chỉ chi tiết là thôi. Thì thầy giới thiệu sơ lược về tài liệu này nghe. Thì tài liệu này, đây là tài liệu của chương 1, mỗi chương chúng ta in ra phá đề nghe, đây là phá đề nghe, phá đề 126 trang, thì có đầy đủ tất cả các dạng bài tập tóm tắt lý thuyết cho chúng ta hết, à, đầy đủ tất cả bài dạng bài tập tóm tắt lý thuyết. Thì cái phá đề nè, thầy cho coi nè, phá đề chúng ta in ra đường cuốn như này, à, mỗi chương một cuốn nghe. Thì em nào tham gia nhận tài liệu thì chúng ta mỗi chương chúng ta nhận ra một cuốn, chúng ta in ra như thế này, chúng ta làm phá đề 126 trang, có sẵn tóm tắt lý thuyết, hình ảnh đầy đủ cho chúng ta nha, đó, soạn sẵn cho chúng ta hết tóm tắt lý thuyết, bài tập đầy đủ tất cả các cả dạng luôn, bài tập tự luận nè, bài tập trắc nghiệm theo form đề mẫu mới nghe. Rồi đây là file bài giải của chương 1, chương Esther Lebit nè, file này 248 trang nghe, à, có nghĩa giải chi tiết cho chúng ta, có nghĩa chúng ta nhận và chúng ta làm, xem video chúng ta làm không hiểu thì được thầy trợ giúp. Thì đây là hình thức để chúng ta nhận nè, đây là hình thức tự học nghe, đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần tự học, còn em nào không tự học thì thôi nhận chi, bỏ mất công, à, nhận tài liệu, xem video, à, video thầy hướng dẫn nè, và đặc biệt được thầy trợ giúp. Đây là hình thức để chúng ta tiết kiệm tối đa chi phí học tập chúng ta. Rồi trở lại vấn đề nè, thầy hướng dẫn vận dụng một số công thức từ giờ, đây có sẵn đây, nhưng mà thầy ghi lại cho chúng ta nắm thôi. Rồi câu 1, isoamin acetate, à, có mùi thơm đặc trưng, mùi chuối chín nè, được gọi là dầu chuối nè, khi đun nóng, gam axit nè, người ta cho gam alcohol nè, và người ta cho gam dầu chuối nè, gam ester nè, người ta hỏi hiệu suất phản ứng là bao nhiêu. Bây giờ thầy chỉ vận dụng nha, bây giờ thực ra khỏi ghi phương trình mới được, nhưng mà câu này đầu tiên nên ghi phương trình đây nè, phương trình hóa học nè. Isoamin acetate, à, được chế từ acetic acid, có nghĩa là CH3COOH từ acid acetic nè, à, cộng với alcohol đó là isoamin, à. Thì chúng ta ghi cái isoamin ra. Isoamin chúng ta học rồi nha, CH3 hai lần, à, CH rồi CH2OH. Rồi thì chúng ta sẽ được cái ester, đó là isoamin acetate CH3COO
CH2, CH2, CH, CH3 hai lần cộng nước. Okay. Thì đây là cái isobenzoate. Rồi bây giờ chỉ cái mẹo nè. Chỉ mẹo. Bây giờ thầy tính mol của axit. Tính mol axit nha, bằng 16,2 chia cho M lớn của nó là 60 nha. 16,2 chia 60 mol axit. Thì chỉ cái mẹo tính cực kỳ nhanh luôn. Chắc bà thầy quên. Để em đây. Rồi lỡ sao tấm này rồi. Mol axit bằng 0,27. Rồi. Mol của alcohol. Alcohol. Alcohol này mà lớn 88 nha. Tự chúng ta tự cộng được. 14,96. 14,96 chia 88. 0,17. 0,17. Mol của ester. Mol ester. Mol ester này chúng ta cộng nha. Cái này cộng 130 nha. 15,6 gram này dầu chuối nè. 15,6 chia 130. 0,12. Rồi bây giờ thầy vận dụng công thức nè. Vận dụng công thức. Thầy lỡ thì ghi trong tấm này nên chịu khó lật tới lật lui. Áp dụng cái mẹo này là nhanh nhất nha, mẹo. Đây, thầy xài công thức này nha. Rồi chúng ta xài hai công thức trên đây vẫn được. Thầy lấy mol nhỏ chia mol lớn nhân trăm. Mol nhỏ chia mol lớn nhân trăm. Rồi bây giờ vận dụng như thế nào đây? Thì đầu tiên nè, kết luận hai chất này nè. Phản ứng này thì chứng tỏ là axit dư. Axit dư. Nên bỏ nó đi, bỏ mol này. Đã nó dư rồi, để cho nó xài dư mà chúng ta tính mà theo nó không được. Rồi, suy ra hiệu suất nè. Hiệu suất phản ứng bằng mol nhỏ chia mol lớn, còn hai này thôi. Còn hai thằng này, mol nhỏ 0,12 chia mol lớn 0,17 nhân 100 thì chúng ta ra hiệu suất. Đây là cái mẹo của thầy tính đó nghe, chỉ cho. 0,12 chia 0,17 nhân 100 bằng 70,59. 70,59%. Thì rất là dễ nghe. Chúng ta áp dụng mol nhỏ cho mol lớn nhân 100 là ra. Rồi, 70,59 câu D nè. Đó xong. Được chưa? Rồi tiếp tục. Rồi. Tương tự câu 2. Câu 2. Mùi hoa nhài benzin acetat, benzin acetat được điều chế từ axit acetic. Câu 2. Axit acetic là CH3COH. Benzin là benzin ancol. C6H5. CH2OH. Rồi thuận nghịch. Chúng ta thu được là benzin acetat nó là CH3COO. CH2 C6H5. Thầy có hướng dẫn cái chuyên đề viết phương trình rất là kỹ nha. Em nào chưa có nắm kỹ phương trình thì chúng ta nên coi lại cái chuyên đề đó nha. Rồi bây giờ tính mol axit nè. Mol axit. Mol axit 12 chia 60 này 60 nha. 12 chia 60 bằng 0,2. Mol của alcohol. Mol alcohol. Alcohol này M lớn là nhớ ta. M lớn của alcohol là 108 nha, 108. Chúng ta có thể tự cộng cũng được. 18 gram benzin acetat. 18 chia 108. 0,17. Không phải 32,4 chứ, thầy lấy nhầm số của este. 32,4 chia cho 32,4 chia 108. 0,3 nha, 0,3. Hồi nãy thầy lấy nhầm khối lượng của ester. Rồi. Mol của ester. Mol ester chúng ta lấy hai thằng cộng lại chúng ta trừ 18 là ra đó.
thằng này 60, thằng này 108, chúng ta trừ cho nước trừ 18 ra sẽ được M lớn đó. M lớn nó 150 nghe. Rồi 18 gram, đây 18 gram đây. 18 gram ester nè. 18 chia cho 150. 0.12 nha. 0.12. Rồi từ đây chúng ta suy ra được nào dư nè. Vậy là alcohol dư. Dư bỏ nó ra nghe, dư bỏ nó ra. Rồi, suy ra hiệu sức. Còn hai thằng mol nhỏ chứ mol lớn. Cứ nhớ vậy là rất dễ làm nha. Cứ nhớ vậy làm khỏi phản ứng ban đầu, khỏi thực tế, khỏi điền thông trình chứ. Rồi, mol nhỏ chứ mol lớn. Vậy đây là 0.12 chia 0.2 nhân 100 để ra hiệu sức. Đây là cái mẹo làm nha, 0.12 chia 0.2 nhân 100. 60%. Được chưa? 60%. Rồi vậy là câu C. Nó rất là dễ nha. Tương ứng mấy cái sau thì chúng ta tự làm nha. Bây giờ thầy tìm cái câu mà dạng 2 cho hiệu sức tính là khác. Đây nè. Tiếp theo nè, câu 4 nè. Đây. Ester mùa táo nè. Người ta cho 18.36 gam của acid isovaleric, 9.2 gam ethyl alcohol ancol. Người ta kêu tính khối lượng của ester, biết hiệu sức là 65%. Đó, cứ nhớ bài tập tính hiệu sức. Ê, có hiệu sức tính đại khác, nhớ phải là tính bình thường, đừng có nhớ 65% gì hết. Chúng ta cứ tính bình thường trước đi, rồi sau đó tính sau nha. Rồi. Câu 4. Để cao lên một xíu. Rồi. Mol axit. Rồi, axit bây giờ chúng ta tính mol 18.36 axit valeric chúng ta chặt ngang chỗ này nè, chúng ta gắn H vô rồi chúng ta cộng M lớn đó. 18.36 M lớn nó 102 nha, chúng ta có thể chúng ta tự cộng nha. 102. Nguyên chỗ này này gắn H vô thì chúng ta đã được acid valeric. Chỗ này gắn OH vô chúng ta được là ethyl alcohol. 18.36 18.36 chia 102 bằng 0.18 mol. 0.18. Rồi chúng ta tính mol của alcohol. Alcohol bằng 9.2 chúng ta chia cho alcohol là 46, ethyl alcohol 46. 9.2 chia 46. 9.2 chia 46 bằng 0.2. 0.2. Vậy là suy ra là alcohol dư nghe. Alcohol dư. Vậy là bỏ nó ra. Bỏ nó ra nghe, bỏ này ra. Vậy suy ra mol ester bằng với mol của axit. Tại vì alcohol nó vẫn dư rồi. Vậy là bằng 0.18. Bây giờ cái ester người ta cho gọi nè, cho sẵn nè. Được chưa? Bây giờ người ta cứ tính khối lượng. Khối lượng ester nè. Khối lượng bằng số mol nhân mà lớn, tính bình thường nha. Tính bình thường, sau đó gắn hiệu sức vào. Nhiệm vụ là chúng ta coi là tính trước phản ứng hay tính sau phản ứng. Ester là phía sau nha, tại vì phản ứng là axit cộng alcohol ra ester. Vậy là chúng ta tính sau phản ứng. Trước nhân sau chia. Trước chia sau nhân. Vậy là chúng ta là nhân hiệu sức vào là xong. Trước chia sau nhân, hoặc là cái mẹo này ta chỉ tùm lum tà la nè. Trái 100 sau nhân hiệu sức 100. Được chưa? Phải nhân trái chia. Đó. Rồi vậy là nhân sức vào, số mol của nó là 0.18 nè. M lớn chúng ta tự cộng M lớn của thằng ethyl iso valerate. Chúng ta có thể lấy 46 nè, thằng này 46 nè. Chúng ta cộng cho thằng kia 102 nè, chúng ta trừ cho 18 thì chúng ta sẽ được là cái ester này 130. 130. Hiệu sức phản ứng là 65. 65%. Có thể là để chia 100 cũng được. Rồi, không.
0,18 nhân 1,30 nhân 65% chia 100 đi, hoặc là bấm phần trăm cũng được đó, phần trăm bằng 15,21 nha, 15,21 gram. Đâu câu C ai vậy, chúng ta nhớ nè, nếu là tính sau phản ứng thì chúng ta nhân hiệu suất, nếu tính trước phản ứng thì chúng ta chia, dấu này chuyển thành dấu chia là ra, cứ tính bình thường nha. Rồi tiếp theo một câu tương tự, thầy làm thêm vài câu nữa cho chúng ta tự làm nha, chúng ta nhận tài liệu chúng ta tự làm. Rồi Robin, người ta cho là Robin ethanol, ethanoic là một ester có mùi lê. Bây giờ người ta cho gam có axit là 12 gam, gam của ancol là 18 gam. Người ta kêu tính este, khối lượng ester, biết hiệu suất 70%. Rồi bây giờ chúng ta tính mol của axit. Bởi thầy ghi phương trình thì nhiều em không có biết hình dung được cái này là cái gì nghe. Rồi để giải cho một số em yếu yếu nắm luôn nghe. Axit etan là axit 2C nghe, axit acetic á. Rồi Robin C3H7 đi cho nó gọn nghe. Thực ra C3H7 có hai góc nha, chúng ta tính toán thì ghi góc nào cũng được. CH3COO C3H7 nè. Nãy câu kia thầy không tính, không ghi phần trình, sợ một số em yếu yếu thì tính không được nha. Bây giờ mol axit, axit là này nè, được chưa, là 12 gram chúng ta chia cho 60 à. 12 chia 60 bằng 0,2 nha, 0,2. Rồi chúng ta tính mol của alcohol, alcohol này là 18 gram. Alcohol này mà lớn nó đặc biệt nha, nó trùng với axit luôn, cũng 60 luôn nha. 18 chia 60 0,3. Được chưa? Vậy là suy ra là alcohol dư nghe. Dư thì chúng ta tính theo phần quỹ trên đây. Vậy lúc này là mol axit bằng mol ester bằng 0,2. Rồi bây giờ tính M của ester bằng 0,2 nhân M lớn, M lớn đó chúng ta cộng vô nha. M lớn ester C5 là 102 nha. 102. Chúng ta tính sau phản ứng, chúng ta nhân cho hiệu suất nha. Hiệu suất là đạt 70%. Còn nếu chúng ta tính trước chúng ta chia, cứ nhớ đơn giản vậy thôi. Rồi, vậy là 0,2 nhân 102 nhân 70 là 0,7, bấm vô cho nhanh. 14,28 gram. 14,28. Rồi, đây, đáp án câu B. Rồi, thầy làm một câu nữa, sau đó mấy phần còn lại chúng ta làm nha. Rồi, tiếp theo, một câu liên quan tới thuốc. Bây giờ đề bài trong số loại thuốc nha. Đề dạng mới như thế này. Methylsalicylate dùng làm thuốc soi giảm bóp, soi bóp giảm đau. Dùng trong salomat này nọ đó. Rồi, người ta cho sẵn phương trình. Tóm lại cho chắc lạ phải cho phương trình, tại vì chúng ta đâu có biết salicylate là cái gì đâu. Đây, từ axit salicylate. Axit salicylate là axit vừa có nhóm chức axit vừa nhóm chức alcohol. Đây. Nhưng nó phản ester quá trong đây thôi. Nhóm chức alcohol giữ lại bình thường. Rồi người ta cho sẵn phương trình mình. Rồi tạo từ giữa salicylic acid và methanol tạo thành methyl salicylate. Đây. Bây giờ đề bài người ta nói là để sản xuất 3,8 triệu tiếp thuốc so bóp giảm đau cần M tấn. M tấn này nè, ta hỏi cái này nè. M tấn acid salicylate. Thuốc giảm đau. Mỗi tiếp này nó chứa là 2,7 gram này. Bây giờ hiệu suất phản ứng là 75%, người ta hỏi cái khối lượng axit này cần dùng bao nhiêu. Bây giờ tính trước phản ứng này, không phải tính phía sau nữa. Rồi bây giờ chúng ta tính khối lượng của con này.
Rồi bây giờ khối lượng nó chính là khối lượng của ester đó. À, chúng ta tính khối lượng nó thôi. Khối lượng của ester để sản xuất 3,8 triệu tiếp thuốc nè. 3,8 triệu, mỗi triệu nặng 2,7 gram. À, vậy sẽ ra được là 3,8 nhân 2,7. 3,8 triệu 2,7 thì sẽ ra là 10,26. 10,26 triệu gam nha. Triệu tiếp, mỗi một tiếp thì nhiêu gam thì triệu gam, mà triệu gam là tấn á. Triệu gam chính là tấn. Ha. Đáp số này người ta cho M tấn thì chúng ta khổ đổi nha. À, M tấn nè, nó hỏi M nhiêu. À, có nghĩa là khối lượng ta là 10,26 tấn. Được chưa? Thì chúng ta cứ đổi nó thôi. Rồi chúng ta tính mol của ester bằng 10,26, chúng ta chia M lớn đó, M lớn chúng ta tự cộng cái này có sẵn nè, được chưa? Cộng cái này lại. M lớn nó 152 nha, cái này thầy có cộng rồi. 152 cho nó nhanh gọn lẹ nha, chúng ta tự cộng. Vậy là 10,26 được chưa? Chia 152 0,0675. 0,0675 mol. 0,0675. Thực ra không phải mol nghe. Nó phải là 10 mũ 6 mol á. Nhân thêm 10 mũ 6 nữa. Coi như là tấn mol á. Đại là mol đi, tại chúng ta tính trắc nghiệm mà. Bây giờ người ta kêu tính khối lượng axit. Khối lượng axit thì mol axit bằng mol ra nó chỉ có số mol thôi, mol thằng này bằng mol này. À, vậy là bằng 0,0675 nhân M lớn. Cứ tính bình thường nha, bài tập có hiệu suất 75% nè. Cứ nhớ thầy tính bình thường. À, nhân M lớn này. Cho M lớn này chúng ta tự cộng nha, 138. À. Rồi bây giờ gắn hiệu suất vào. Bây giờ hồi nãy chúng ta tính làm sao? Chúng ta nhân hiệu suất, tính hồi trước là chia hiệu suất. Bây giờ chuyển này thành dấu chia. Chia hiệu suất là 75%. Chúng ta bấm chia 75, bấm phần trăm luôn nghe, nó sẽ ra đáp số nghe. Còn chúng ta bỏ phần trăm là sai đó. Đó. Rồi vậy là 0,0675 chúng ta nhân cho 138. À, 138. Chúng ta nha, chia cho 75%. Bấm gì luôn thì nó ra 12,42 tấn. À, 12,42 tấn. Đơn vị chúng ta theo đơn vị trên đây nghe. Nếu trong đây chúng ta đổi cái gam, đổi cái gam thì nhân 10 mũi 6 vô trong đây này, nãy nè. Khỏi đổi thì để này vô, ta hỏi bao nhiêu tấn thì làm gì cho nó gọn nghe. Rồi. À, thì ở đây thầy làm sơ bộ tới câu số 6 nha, còn một số câu khác nha. Còn một số câu có thể là khó hơn thì chúng ta nhận tài liệu, à, chúng ta tự làm và có sẵn cái đáp án pha bài giải cho chúng ta. Nếu không hiểu thì có thầy trợ giúp cho chúng ta. Rồi thầy kết thúc video tại đây nha.